Hello, xin chào mọi người quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống Việt Nam. Trưa hôm nay mọi người ăn gì nè? Trưa hôm nay em sẽ ăn cơm nữa nha mọi người. Thì trưa mình phải ăn cơm chứ mình ăn gì về? Cảm ơn mọi người đã xem clip của em và mọi người thấy em ăn ngon miệng, mọi người cho em một cái like, một lượt đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong thời gian qua mọi người đã ủng hộ em và xem clip của em, là kênh của em phát triển hơn, làm em ăn cơm mạnh mẽ hơn và nó sẽ mập hơn một chút xíu. Cơm của em bữa nay gồm có cá biển kho cà nha mọi người. Em sẽ chấm với món rau thần thánh. Mọi người biết gì không? Rau cải nha mọi người, bắp cải á. Bắp cải tím với lại bắp cải trắng nha mọi người, mình luộc á. Mình sẽ chấm với này nè, nó sẽ ngon. Rau sống cũng được, nói chung mình ăn rau này gì cũng được. Rồi trước khi ăn em mời mọi người uống nước thần thánh với em nha. Rồi, nước thần thánh mà cái ca cũng thần thánh nữa. Em mê cái bình này lắm, giữ nhiệt rất là tốt. Thích lắm. Em nói chung là em thích sưu tầm bình nước. Uống vô cái nghe nó đã. Uống với kìa nha mọi người. Nước thần thánh này không phải là nước chuyện chơi rồi nha. Rồi em mời mọi người ăn cơm nè. Xin mời. Ngon quá. Chàng miếng. Kho cà nha, cà bầm nhĩ nha, ăn rất là ngon. Cá này xuyên chất dán, mình chiên chất chiên ăn sẽ thơm. Chấm món rau nè. Nên cho nó ngủ em. Phải ra. Ngọt liu lò. Thấy không? Bắp cải trắng. Cái luộc ăn ngọt quá. Bắp cải tím. Biết rồi. Ăn lấy kem kéo rồi. Hấp dẫn không? Hoa cà. Tắng trái vô nữa. Hết sảy kìa bạn. Tay luộc ăn ngay ngọt ngọt. Hấp dẫn không? Nhưng mà cái ca nó nướng không? Em làm phát cá biển.
thay chứ hảo cá biển lắm. Cá biển chiên nước mắm gừng ha, trời ơi nhức cái nách. Cái đầu cũng béo không? Cái đầu béo thiệt. Cải tiến á, tao luộc mà nghe ngọt quá ta. Ngon. Tại nhà em có mẹ lớn tuổi luộc hay mềm. Xong em sử dụng chừa tính á, chừa tính đó. Ăn dần dần thấy ngon hơn. Chừa chiên phần cá phần ức á, giòn giòn mà nghe ngon quá, dai dai. Ớt cay cay. Ở nhà em có nhất á, ăn có ớt nhiều, có ớt nhưng mà có ớt mà không cay, để ăn độ cay mạnh lắm. Cái này hơi cho xe con em ăn được. Ủa cay nữa là thua. Mình lại mang. Không chụp vào rất giận bóc. Nó thiệt chứ bắp này rất ngon nha mọi người. Ngon. Mọi người nhìn vô nó sạch sẽ. Nhưng mà của mình, mình ăn mình biết ăn vệ sinh. Trước khi ăn phải rửa tay. Này nọ à. Nó ok. Sạch sẽ quá cũng có lúc bóc à. Mà cái gì nó bóc là bóc. Không phải muốn bóc là bóc à.
cho chấm cá mà chấm rau sống cũng ngon. Tại nhà em còn cái gì ăn đó. Hơi sống cũng có, tại ăn bắp luộc rồi. Ăn trong hết. Học trứng cơm ứ hợi ngon luôn. Người khác ăn rau nhiều, ăn rau rất nhiều, đúng không? Nó cải luộc nữa hả?
Không có gì diễn tả được, quá sung sướng cuộc đời. Clip em đến đây là hết nha mọi người. Mọi người thấy mang ngon miệng, mọi người cho em một cái like và một lượt đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại. Yêu mọi người.